Hôm nay là buổi thân dưới ấy. Mày không khí Hà Nội kiểu mũi tôi đang bị dị ứng ấy, đang cảm giác kiểu nó cứ buồn hắt xì, hơi khó chịu một tí. Hy vọng tầm một lúc nữa là nó sẽ đỡ. Thì hôm nay bài đầu vẫn là buổi squat, bài đầu squat này, xong tí tôi sẽ sumo deadlift nữa. Nói chung là sang đầu kiểu năm mới này mình sẽ tập lại cái lịch cũ rồi, lịch thân trên thân dưới. Nhưng mà đợt tới sẽ tập theo kiểu sẽ có những hôm mà tôi sẽ tập chia ra thành một ngày 2 ca ấy, kiểu sang sáng ấy tập 1 ca. Thì tập mấy bài nặng trước, xong rồi chiều tối thì tập thêm 1 ca nữa, bởi vì là đợt tới sẽ dạy nhiều khách hơn ấy. Thì mình chỉ tập kiểu ngắn ngắn một tí để có kiểu kịp tham dạy khách nữa. Ok thôi, khởi động này thôi. Bớt chúng ta đợt tới là tập sẽ tốc độ hơn đấy, không dày già được nữa. Cùng tí măng tơ cho nó kích lên tí. Hy vọng tầm một lúc ấy, nó thở được cái mũi của tôi nó sẽ đỡ khó chịu. Bây giờ kiểu đang buồn hắt xì liên tục ấy. Rồi, khởi động nha. Cứ lên dần thôi. Tập kiểu nhanh chóng một tí. Cảm giác vẫn bị mũi khó chịu quá. Cho mình sẽ gánh cái tâm mà vào kiểu cảm thấy nó kiểu bắt đầu dễ chịu dần ấy, thì bắt đầu mình sẽ gánh lên vào cái hiệp chính. Mũi khó chịu quá, kiểu mũi của tôi nó may bị xoang nhẹ, giờ thời tiết nó kiểu hơi dở một tí là sẽ bị khó chịu. Không được phép rừng lại. Kiểu dừng lại nó nguội là mình mất công khởi động lên ấy. Wow, ok, bảo thấy ổn ổn hơn đấy. Sẽ lên tạ khoảng 55 xong đi rep cao lên một tí. Trưa nay lại ăn bún chả nữa. Hôm nay là tôi phải tập sớm. Bình thường là sẽ tập tầm chiều tối. Hôm nay là phải tập buổi chiều vì tối nhiều ca hơn đấy. Tôi đang dồn ca tối nhiều. Thì đợt tới là nhiều ca dậy hơn thì mình sẽ phân bổ. Như kiểu lúc đầu tôi nói là phải chia thành hai buổi tập ấy. Thì mỗi buổi tôi chỉ tập khoảng 3 đến 4 bài thôi. Thì đợt tới kiểu clip sẽ hơi ngắt một tí. Hôm nay sẽ là chân nặng thì mình sẽ một squat, một deadlift, một sumo deadlift, cùng lắm là thêm bài lăng, xong bắp chuối các bụng thế thôi. Tập ít đi tí. Đi 3 hiệp x3 thong dong một tí.
mình cũng bắt đầu mới tập nặng lại. Cảm giác mình vẫn có thể đi được thêm 2 rep nữa. À, mình sẽ đi tầm này đã. Đi đây này. Thấy đi kiểu 3 rep nó dễ chịu hơn, kiểu thần kinh ấy. Chứ đi lên khoảng 4 đến 5 rep là hơi khó chịu. Yên tâm là sẽ vẫn đủ hiệp để mình bù số rep của mình. Bây giờ còn 5, phải tập khoảng 20 đến 25 rep. Cứ gánh thôi. Sau đó mình sẽ lên khoảng tầm đấy rep. Có như là được 3 rep rồi đúng không? Cố gắng khoảng 15 đến 18 cũng được. Vì đằng áo tạ cũng đang lên nặng. Một hiệp nữa xong rồi lên 60 rồi, giờ đang lên 60 cân. Nếu mà phần 60 này mà thấy ổn phát thì mình sẽ lên 65, xong rồi hạ tạ xong bù rep sau. Thank you. Đi cái nữa mà thôi, hơi chối. Lập lại thêm 5 cân nữa. Đây, mình sẽ lên một hiệp 65, xong rồi giảm tạ rồi bù rep xong. Đi này là bắt đầu cũng ổn phết rồi. Ít rep nhưng mà tạ nó cũng nặng hơn. Xong sẽ hạ xuống bù rep xong. Thì đấy, mình cứ gánh xong một tí, mình giảm tạ rồi mình làm một hiệp 10 rep nữa thì là vừa đẹp. Gọi là ăn gian rồi rồi đấy, nặng. Nhưng mà hiệp 60 là gánh thấy ok, không bị căng quá. Nếu mà kể cả cố đi thêm một rep thứ 3 vẫn đi được, vẫn ok. Là mình kiểu cố gắng giữ sức ấy, để đẩy một hiệp này. Không ngờ buổi hôm nay lại kiểu gánh lên nặng này. Wow. Lên được. Thôi, giờ mình sẽ giảm tạ để bù rep. Xong giảm xuống 50, xong gánh tùy thêm được bao nhiêu cái thì được. Wow, cũng là lâu gánh. Hôm nay cảm giác kiểu máu hết phải bút luôn. Thế tính ra là cũng được mười mấy rep rồi đấy, 18. Ok, rồi chuyển sang sumo deadlift. Kiểu các bạn đi rep này vẫn đủ tempo mà nó không bị căng, nó não quá. Kiểu tôi sẽ đi nhá, 3 cái hiệp 55 ấy, khoảng 2 hiệp 55 tôi chỉ đi 3 rep. Xong 62 đến cố gắng 2 đến 3 rep, 65 thì 1 rep, 1 đến 2 rep kiểu này. Sau đó cộng tổng được khoảng 15 đến 18 rep là ok cái buổi tập nặng ấy luôn rồi. Nhưng mà nếu mà chuẩn thì nó phải đủ khoảng 20 đến 25 rep cơ. Mà nặng quá. Nếu mà thích thì các bạn bù thêm một hiệp nữa. Còn tôi thế là ok rồi. Chuyển sang sumo là đẹp. Wow, ok anh em ơi. Giờ chuyển sang sumo deadlift. Wow. Ở đây là 40, mình lên thêm 20 nữa. Kiểu lâu không tập kéo nặng lên cái nó ăn thẳng vào cái phần liên sườn luôn ấy, mỏi. Nhưng mà mũi giờ nó đỡ rồi mà nó hơi nhiều nước mũi thì nó không bị hắt xì như lúc nãy nữa. Sáu mươi, 70, bao lên 70 mà sẽ đi từ 3 rep, khoảng 2:70 xong lên 75, 80, khả năng là khó quay lại của bạn. Đoạn 85 này chắc phải để buổi sau.
xong rồi mình sẽ lép bread chuẩn rồi, lép bread xong bắp chuối và bụng đã xong. Phải nói là không đi được 75, đi theo một hiệp 70 nữa chắc, xong mới lên 75-80. Nghỉ tí đã, vừa đi từ cầu thang lên. Tại nhà vệ sinh ở đây nó lại ở dưới tầng 1, tập thì ở trên tầng 2, đi chân nó run hết. Đúng là lâu không tập, kiểu không tập nặng ấy. Hôm nay bắt đầu quay lại, cảm giác lúc kéo lên nó vào hết phần eo luôn ấy. Phần này phải gồng quá nhiều luôn, cảm giác chỗ này gồng kiểu mình cảm thấy rõ ràng luôn ấy. Phát 80 nữa là ok. Trong buổi tập này là đi cũng ổn ổn đấy, 80-90% rồi. Ok đấy, vẫn hoàn thành được 82 rep. Mà cái thần kinh mình nó chưa quen, vẫn đang hơi choáng. Phải chắc phải đến buổi 2 tuần sau chắc là sẽ ok hơn, sẽ vọt lên 85. Ok, rồi chuyển sang lép bread thôi, xong tập chuối, xong gập bụng là ok. Ok, wow. Rồi chuyển sang lép bread thôi, nói chung là giờ toàn máy bay nhẹ nhẹ, tập nhanh nhanh một tí cũng được. Cái màn này nó còn đạp cả sumo nữa, bảo sao đạp lại yếu thế. Rồi, cố gắng nốt một hiệp bài nữa, xong ấp chuối. Cái màn hôm nay tôi cũng chỉ chấm chút hai cái bài đầu ấy, còn mấy bài sau thì tập gọi là kiểu kích một tí thôi. Yeah.
Cũng 15 ngày không lên được 18. Chuối thật. Ok, sáng bắp chuối đây anh em nhá. Ok anh em ơi, rồi sáng bắp chuối xong bụng nữa là xong rồi, là mình phải dậy. 6 giờ là bắt đầu vào ca, dậy từ giờ đến tối. Đợt tới mình sẽ test theo kiểu một ngày tập 2 ca, mà mình ít thì một ca sẽ tập ít bài hơn ấy, 3 đến 4 bài thôi. Xong còn lại kiểu mấy bài phụ thì mình tập vào cái buổi 2 của trong ngày. Thử xem được cái em thấy ok, ổn anh em có thể triển theo. Wow, 4 hiệp này chiêu chiêu 15 cái, 4 hoặc 3 hoặc 4 hiệp thôi. Đấy, bắt đầu đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ phòng sẽ rất là đông. Mỏ quá. Hai hiệp nữa chứ, hai hiệp nữa xong rồi bụng nữa. Ui mỏi đấy, quên mày nói chuyện không để flat. Ui, một hiệp nữa, cố lên sắp xong rồi. Và tới đây cứ tranh thủ tập buổi trưa thôi, không mà không còn cách nào khác cả. Em đang mới thử cái đấy. Thấy lúc nào cũng kiểu trong trạng thái tập được mắc khỏe khỏe mắc lái. Nhưng mà nó bị một cái là hôm em ngồi nói chuyện thằng em bảo là anh không được tham, bởi vì là kiểu anh em tập thế xong kiểu nhiều lúc thấy bị sung quá. Sung quá xong về nhà không phục hồi gì. Là lại kiểu cố một tí. Em tập đúng bài. Vâng.
đôi khi đến tầm 3, tầm 4, tầm hơi kiểu thọc thèn thì vâng. Có cái hiệu quả. Có thời gian kia để ra để nó rất xoay rộng tốt. Giờ đầu có cái biết kỳ luôn. Ngày xưa mình đẩy hiện đúng không? Anh em mình đẩy hết mẹ. Ok, giờ anh em chuyển sang gập bụng nhé. Ok anh em ơi, giờ đá nốt tí bụng nữa, khoảng 4 cái bụng này, xong một bài lườn nữa, liên sườn ấy, là xong rồi. Vừa đẹp, hôm nay là tập này hợp lý. Đấy, kiểu quá. Không tập nặng ngày mũi bắt đầu lại khó chịu rồi. Một hiệp nữa là xong, lên sườn nữa là xong, đợi khách đến là hợp lý. Ok anh em ơi, nó lên sườn nữa không là ủng quay đâu. Cả đến cái kiểu càng về sau ấy, mình chỉ cần gập một tí rồi nó đã buốt vào bụng luôn rồi. Mấy hiệp phía sau ấy. Ok anh em ơi, giờ nốt lên sườn ở đây khoảng 2 hiệp lên sườn không là ủng quay thôi, nghỉ ngơi thôi. Đúng rồi, hẹn anh em vào thứ 5. Thứ 5 là khả năng phải tách ca thôi. Hôm nay thì mình vẫn cố được nốt được kiểu tập liền được 1 ca luôn đấy. Gặp cái này thì nhanh thôi. Cái tầng này đang có bóng chuyền. Nói chung là kiểu là tập xong là ra đứng ngay xem cũng đỡ hơn. Kiểu lúc nào kiểu mình tập nặng mà nó sẽ kiểu đến nó đặn độ tiêu tiêu ấy. Thì ra đây nhìn nó có động lực hơn. Nốt nhanh một hiệp nữa khách đến rồi. 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 Rồ
Ok, giờ tôi phải vào ca dạy rồi. Bye bye anh em nha, hẹn anh em buổi sau nha.